tối từ sâu. Vé xe thì vừa mới đặt, bước khỏi phòng tắm nó mới nhận ra đây là thế giới thật. Một khoảng thời gian khá là dài để dành cho việc hóa cả ngày, và những buổi tiệc đã lấy đi hết thời gian tiền bạc vung dành để cất. Có vẻ tốn thuốc lá cho những đêm trời buốt giá, suốt cả mùa đông nó không thể lạnh nhưng cơn gió chỉ là lướt qua. Vì hết gói này là gói nở, hút tới khi nó ói mỡ, đốt linh hồn như Mary Jane để hòa tan xác và khói lửa. Nhưng giờ là lúc tìm lại bản thân sau bao lâu đánh mất chính mình. Nó vốn cũng là nạn nhân của giấc mơ muốn làm chủ tình hình. Khi sự im lặng lâm rác học và những điều tiêu cực tác động, nó cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vũng lầy ở trong cơn ác mộng. Nó nghĩ mình có thể vượt qua được, chữa lành con tim bị hoại tử, kiếm người mới, tìm người cũ, cách nào nó cũng không ngại thử. Có vài thứ đừng nên cố chấp, và lần này nó lại thử. Nhưng có lẽ nó đã quên mất rằng cuộc chơi này nó đã trượt ba lượt. Và giờ cũng chỉ là tiếng khi màn đêm thở dài, và yên bình thì cũng chỉ mới là phần mở bài. Rồi mưa sẽ rơi, cơn bão sẽ tới, cả những tiếng sấm tiếng sét sẽ trời. Liệu có ánh nắng nơi sâu hàng cây hay đám mây ngoài kia sẽ đợi. Chỉ là tiếng khi màn đêm thở dài, và yên bình thì cũng chỉ mới là phần mở bài. Rồi mưa sẽ rơi, cơn bão sẽ tới, cả những tiếng sấm tiếng sét sẽ trời. Liệu có ánh nắng nơi sâu hàng cây hay đám mây ngoài kia sẽ đợi. Liệu có ánh nắng nơi sâu hàng cây hay đám mây ngoài kia sẽ đợi. Liệu cánh chim có quay về tổ hay lấy biến cố làm cớ để rời. Câu hỏi này sẽ tìm thấy được câu trả lời. Nếu có thể chơi nó như biết trước, khoảng thời gian sẽ là cả đời. North Asian. Và anh đã chết nhiều lần lắm em ơi. Lúc tương lai tối mù dù màn đêm còn chưa tới. Anh chết những sáng trời chưa thấy nắng mưa đã rơi. Hay khuya muộn buồn chưa kịp dứt thì bao thuốc kia đã vơi. Đi nhiều những cái chết không tắt thở. Giấc mơ từng giết anh bằng vô vàng đều cắt cớ. Mở mắt có lẽ cũng chỉ là sự nhắc nhở, nhắc anh nhớ là anh cũng từng vượt qua nhiều trắc trở. Bởi vì dù muốn dù không, một là sống hay là chết. Nếu mà sống thì còn, và chọn chết thì hết. Nhiều lúc yếu đuối là khi không đủ dũng khí mà đưa cần cổ này vào bên trong thòng lọng hay giao một khứa là đi. Anh có thể chúc cho em hạnh phúc như để chứng kiến thì không. Bởi vì can đảm cũng chỉ là cớ cho giấu sự yếu đuối của đàn ông. Không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại quỳ trước đàn bà. Liệu em có biết là hai đầu gối của thằng đàn ông mà vàng ròng.